Sáng nay ngày 23 tháng 11, 13 quận huyện thị xã tại Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh khối trung học phổ thông. Kế hoạch tiêm chủng đảm bảo trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm nhanh nhất, trong đó nhóm từ 15 đến 17 tuổi sẽ tiêm trước, cả học sinh đi học và không đi học, sau đó giảm dần theo độ tuổi và cuốn chiếu theo từng trường. Theo dự kiến ngày mai 24 tháng 11 sẽ tiêm đồng loạt tại các quận ở Hà Nội. Điểm tiêm tại trường Trung học phổ thông Hoài Đức A, huyện Hoài Đức. Ngay từ 7 giờ 30 sáng, học sinh khối 12 đã có mặt tại trường. Các em được tập trung theo từng lớp, ngồi đảm bảo giãn cách để khai thông tin cần thiết trước khi tiêm. Các em cũng được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các phản ứng sau tiêm. Đối với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe hay chưa tiêm được, sẽ được chuyển lên bệnh viện để tiêm sau. Trong ngày hôm nay, hơn 1.900 học sinh của trường được tiêm lần lượt từ khối 12. Trước buổi tiêm, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh và phụ huynh học sinh đều đã được giải thích cặn kẽ. Ngay từ tối hôm qua thì chúng tôi đã chuyển cho đến phụ huynh. Thứ nhất là cái đơn để các phụ huynh có ý kiến vào đấy. Và đến thời điểm này thì theo báo cáo chúng tôi nắm được là đa số các phụ huynh rất đồng thuận. Chỉ mất 1-2 phụ huynh là còn đang cân nhắc cái việc cho con mình đi tiêm hay không. Em Khánh Linh cũng như nhiều bạn học khác cảm thấy hồi hộp trước khi tiêm. Nhưng các em đều cảm thấy tiêm phòng vaccine là điều cần thiết để đảm bảo việc quay trở lại trường học. Được tiêm thì đây em cảm thấy yên tâm hơn. Cái việc mà được tiêm vaccine sớm và đến trường thì nó cũng là mong muốn của em và em nghĩ là của rất là nhiều các bạn khác. Về lúc này em cảm thấy rất là vui ạ. Bởi vì em biết là bọn em là năm nay lớp 12 rồi, năm cuối cấp mà bọn em cũng muốn, bọn em đã trải qua 3 năm Covid là bọn em phải học online ở nhà. Nên là hiện tại bọn em cảm thấy rất là mong muốn là bây giờ là có thể được trở lại trường để học, để gặp gỡ lại bạn bè, thầy cô và để cho năm cuối cấp của em trở nên trọn vẹn hơn ạ. Toàn địa bàn huyện Hoài Đức có gần 8.200 học sinh trung học phổ thông. Với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ, toàn bộ các cán bộ tiêm đều đã được tập huấn theo đúng quy trình. Sau tiêm, các em sẽ được theo dõi 30 phút. Tất cả các trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn sau tiêm cũng được chuẩn bị đầy đủ. Cơ sở vật chất trang thiết bị, ví dụ như là cái hộp cấp cứu chống sốc phản vệ, rồi oxy, cái hệ thống oxy, hoặc là một số như cái thuốc để phục vụ cho cái công tác sơ cấp cứu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ ngày hôm trước và để sẵn ở các nhà trường rồi. Đối với các trường hợp không trực tiếp học tập tại các trường thì ban huyện chúng tôi sẽ chỉ đạo tổ chức tiêm vét tại các trạm y tế trên địa bàn tất cả các xã thị trấn. Và để đảm bảo cho công tác an toàn thì chúng tôi đã tăng cường tối đa các đội cấp cứu, các cái dây truyền tiêm của các trạm y tế và của trung tâm y tế trên địa bàn huyện, để tăng cường trực tiếp cho các điểm tiêm trên địa bàn của huyện. Cũng có những cái dặn dò cũng như là tư vấn cho các bậc phụ huynh để theo dõi các cháu sau tiêm, đặc biệt là trong 7 ngày đầu và đặc biệt là phải theo dõi các cháu cho vòng 3 ngày sau khi tiêm. Trong đợt này, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho khoảng 360.000 học sinh từ 15 đến 17 tuổi từ nay cho đến hết tháng 11. Trao đổi với phóng viên Hà Nội 18 giờ, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Phó trưởng ban điều hành chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, trong ít nhất 3 ngày đầu sau tiêm, không nên để trẻ hoạt động thể lực thể thao quá mức. Ngoài ra thì phụ huynh cũng cần lưu ý luôn phải có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm. Không nên để trẻ uống rượu bia và các chất kích thích cũng ít nhất là 3 ngày đầu sau tiêm. Đồng thời gia đình phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. Khi có dấu hiệu bất thường như là khó thở, sốt cao, phát ban hoặc nổi mẩn đỏ, đau, mệt bất thường, sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt, thì phụ huynh hãy liên hệ ngay với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng bệnh viện theo số điện thoại hoặc địa chỉ được điểm tiêm chủng cung cấp.